duyên dáng ạ. À không. Xin mời âm nhạc. Tiếp theo câu lạc bộ dân vũ Đông Cường là câu lạc bộ xã An Châu chuẩn bị. Một tiết mục vô cùng là đặc sắc và ý nghĩa. Vâng, xin được cảm ơn câu lạc bộ dân vũ xã Đông Cường và xin quý chị hãy lắng lại sân khấu một phút. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Ngọc Khiên, trưởng thôn Hoành Từ sẽ lên có bó hoa tươi thắm để gửi tặng cho câu lạc bộ dân vũ. Xin trân trọng kính mời ông.